Xin chào các bạn. Tiếp sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm thế nào để chúng ta có thể là ghi POM list, tức là giống chúng ta trong một cái file lắp ráp chẳng hạn, cái bản vẽ lắp ráp thì chúng ta cần phải ghi chi tiết ra từng cái chi tiết một là gì, chi tiết hai là gì, và ghi chú cũng như vật liệu độ cứng của nó. Thì chúng ta sẽ làm thế nào trên cái phần mềm ZenoCAD MFG này? Thì đầu tiên mình sẽ có một cái chi tiết này. Chi tiết này thì mình đã vẽ xong rồi, về cơ bản là vẽ xong và ghi chú kích thước cũng như là các thông tin rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải ghi chú là các cái chi tiết, các part lắp ráp lại với nhau như thế nào, của những part gì. Thì ví dụ mình sẽ chi tiết, ví dụ cái phần culông này, nó sẽ có cổng đệm này, cái culông, chi tiết culông ở đây. Thì mình sẽ phải ghi chú nó vào. Nó gồm những cái gì và số lượng bao nhiêu. Thì đầu tiên là mình sẽ phải tạo thông tên cho nó đã. Ví dụ mình để mặc định cũng A3 ISO. Sau đó là mình tích vào đây. Tiếp theo đó là mình sẽ bắt đầu mình vào phần Poland and POM, tức là ghi chú. Thì đầu tiên là mình sẽ vào phần Poland này. Nó sẽ mình sẽ nhập lại cái giá trị 1, tức là nó sẽ bắt đầu giá trị từ cái chi tiết thứ nhất, đúng không? Thì ở đây nó có rất nhiều kiểu, thì chúng ta có thể là tùy cái nhu cầu thực tế của chúng ta cũng như là tiêu chuẩn của công ty mình, thì mình có thể là chọn ví dụ như line standard này, circle, open, linear này, to text line này. Thì ngoài ra nó còn có cả phần mà điều chỉnh được cái mũi tên của chúng ta, phần arrow head style này. Tích ở đây thì mình sẽ chọn được cái kiểu mình mong muốn, đúng không? Hoặc là mình vào setting để mình chọn kiểu nó khác đi, hoặc là mình điều chỉnh màu sắc các kiểu thì nó sẽ đầy đủ ở trong phần này. Thì mọi người có thời gian, mọi người có thể xem từng cái để nó cũng giống như cái điều chỉnh tính của nó thôi. Thì thông thường ấy thì nó sẽ là lấy theo cái tiêu chuẩn ISO, là cái tiêu chuẩn mà chúng ta thiết lập cái khung bản vẽ ban đầu. Đấy, chúng ta sẽ thiết lập thế nào, khung bản vẽ nào nó lấy tiêu chuẩn ISO, thì sang bên này nó cũng sẽ lấy tiêu chuẩn ISO ở phần ghi chú này. OK, mình sẽ để mặc định nhé. Sau đó mình để giá trị là 1 này. OK. Sau đó mình chỉ chi tiết, ví dụ mình đầu tiên là mình sẽ cái phần chi tiết chính của mình ở đây, là số 1 này, mình đặt nó. Body tiêu chuẩn, ví dụ một cái tiêu chuẩn ISO 414 19992, ví dụ thế. Đấy. Sau đó là mình nhập vật liệu này. Mình để steel này. OK. Tương tự như thế mình sẽ chuyển sang tiếp theo cái này, cái bảng đệm này. Washer tiêu chuẩn ISO 414. Cái tiêu chuẩn này thì nó cũng tương đối thôi. Tiếp theo cái tiêu chuẩn bên mình. Steel. OK. Tương tự như thế là bow này. Ba cái chi tiết rồi, đã ghi chú rồi. Bây giờ mình sẽ xuất nó ra trước đã. Xuất cái bảng thông tin của nó vào cái phần là Zero Public này, cái kéo lên đây. Đấy. Thì nó sẽ tự động ra các thông số như này. Vậy thì trong trường hợp nhiều khi là chúng ta sẽ phải cái item này nó sẽ đánh tự động lần lượt từ 1 đến 3, và quantity là nó sẽ đánh cho số lượng mình, cái số tiết của đây. Thì bây giờ mình làm sao mình điều chỉnh cái bảng này khi mình giá trị được cập nhật? Ví dụ như là cái này nó sẽ thay đổi đi. Đấy, thì mình sẽ lần lượt vào đây, edit form data. Đấy, edit ở đây là mình sẽ edit thêm đây. Ví dụ như là không vật liệu. Ví dụ mình đổi sang tăng F37 vào đây. Đấy, sau đó là mình vào phần update form list. Okay. Chuyển thành update FE37. Đấy là phần edit form data. Còn cái phần mà có thể xuất ra cái bảng form table cũng được, tương tự như cái phần xuất ra bảng kia thôi. Cái này nó sẽ có là phần show column này, column này high and show, tức là mình muốn ảnh cái nào đi. Cái này nó vẫn hiển thị ở trên bảng form này. Đấy,
bật lên này. Đấy. Đấy, tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Tiếp theo là cái phần mà modify parent type này. Đấy, đầu tiên là mình sẽ vào phần modify parent type. Tức là mình sẽ chọn cái parent này để modify cái kiểu của nó. Đấy. Thì có rất nhiều kiểu mình có thể là tùy chỉnh nó. Ví dụ như là mình điều chỉnh cái dữ liệu trong này chẳng hạn, nó số lượng nó không phải là 1 đi mà là 2 đi. Đấy, nó sẽ tự cập nhật cho chúng ta. Đấy, nó sẽ cập nhật luôn đây. Đấy, 2 này. Đấy, ví dụ này nó không gọi, hoặc là mình có thể kích nút chụp vào đây. Kích nút chụp vào đây thì mình chỉnh nó thành 1 này. Đấy, nó cũng sẽ cập nhật luôn ở trên bảng này. Đấy, nó rất là tiện. Tiếp theo là mình sẽ modify parent data. Cái này thì nó là điều chỉnh dữ liệu rồi, giống như kia, tương tự thế thôi. Cái này thì mình có thể chỉnh cái phần parent style này, mình có thể chỉnh cái đây. Format chẳng hạn này, chiều hàng này mình tăng cái hàng nó lên tầm 450 chẳng hạn này. Đấy. Ra thì học giá ok, nó cũng thay đổi thêm, cái này mình sẽ cập nhật nó. Đây mình vào phần form tay này, form tay để mình cập nhật. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ vào phần align pollen này, thì cái này nó giống như chúng ta có thể là điều chỉnh cái vị trí của cái tất cả các cái form list này, cái pollen này theo cái vị trí chúng ta mong muốn này. Chúng ta sẽ chọn ví dụ như thế này. Đấy, xuống đây một tí này. Đấy, xuống đây. Nó sẽ kéo dài chúng ta. Chúng ta sẽ không phải kéo thả này cũng được. Hoặc là chúng ta dùng cái align đấy, align column này. Thì nó song song với nhau, tức là hai cái này nó tương đối bằng nhau. Mình làm lại nhé. Chọn này. Đấy, cái này. Nó sẽ đến đây. Đấy, phải được, nó thẳng hàng luôn. Tiếp theo là mình sẽ phần renumber pollen này. Đấy, nhiều khi là mình sẽ phải đánh lại số nó đúng không? Tức là đánh lại thứ tự nó. Chúng ta sẽ phải đánh, ví dụ cái này nó là 1 đi, nó sẽ không, nó là 1. Thì chúng ta sẽ phải đánh là 1 này. Thì tự động cái khác nó sẽ đánh là random 1, 2, 3. Theo cái này mình đánh cái này là 1 này. Nó sẽ random lại đúng không? Đấy, 1, 2, 3 này. Đánh số này. Bước này. Start number là cái số đầu tiên là 1 này. Bước nhảy là 1 này. Đấy. Chọn pollen là 1. Đấy. 2 này. Đấy. Đấy là 3. Nó sẽ tự động đánh số lại cho chúng ta. Để tiện hơn. Tiếp theo là cái compile pollen này. Thì compile pollen nó sẽ chọn cái pollen này, ví dụ 2 3 2 1 này, nó sẽ nằm trên một cái, nằm trên vị trí cùng một vị trí chẳng hạn. Nhiều khi là chứ chúng ta nó mặt cắt ngang nó như thế này. Cắt này nhưng mà ở bên trong nó cùng cái mặt này thì nó có nhiều chi tiết nó nằm đè nhau, thì nếu chúng ta thể hiện nó một chi tiết thì nó chưa đủ, thì chúng ta sẽ phải thể hiện nhiều cái và nhiều khi chúng ta sẽ phải làm như này. Vị trí nó nằm cùng một vị trí như này nó sẽ dễ hình dung hơn. Đấy. Quay lại mình sẽ căn cứ xét lại nhé. Ok. Tiếp theo là mình sẽ thấy là nhiều khi chúng ta muốn xóa cái này, xóa cái mũi tên này. Đấy, chẳng hạn muốn xóa đi chẳng hạn. Thì làm thế nào chúng ta xóa được đi thì chúng ta sẽ vào phần remove needle này, mình xóa đi. Đấy. Để xóa cái remove này đi thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái vị trí xuống đây chẳng hạn. Đấy, nhiều khi chúng ta cần phải làm như thế. Vậy thì sau khi remove đi rồi thì chúng ta làm thế nào chúng ta có thể add thêm nó. Chúng ta sẽ vào phần add needle này. Nó sẽ có rất là linh hoạt, thì cái phiên bản là Rocket LSD 4 ấy nó cải tiến rất là nhiều. Thứ nhất là nó cập nhật rất là nhanh cái commit sau khi chúng ta xuất đi và dễ dàng update qua lại. Đấy, thứ hai là cái phần tùy biến ở trên cái công cụ Pollen này rất là tiện, rất nhiều công cụ để chúng ta có thể tùy biến nó. Vì khi trong trong nhiều trường hợp là cái bản vẽ chúng ta có
rất nhiều chi tiết chẳng hạn, thì cái việc tìm kiếm này rất là tiện. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.